close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Vietcong. Việt Nam, Việt Nam. Yeah, yeah. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Yes. US Army. It's you. Việt Nam. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn trở lại video tiếp theo cho bạn. Hôm nay anh em mình có đón hai vị khách từ nước ngoài lên miền núi thăm anh em các bạn ạ. Đây là một người bạn Cuba đến từ Cộng hòa Séc. Hôm nay em mới được xin nghỉ. Hiện tại anh em vừa nghỉ ngơi xong, chuẩn bị một số đồ đi lên trên eo gió này nướng đồ các bạn ạ, ngồi ngoài trời cho mát. Party party. Anh em vừa lên đồ xong các bạn ạ. Đây là trang phục của đồng bào H'mông nha các bạn nha. Video. Ok. Video. Còn đây là cô gái Thái mặc lên mình bộ váy của người Mường, áo váy của người Mường. Gọi xuống chụp ảnh mà đây. Đây, hôm nay cho Cuba trải nghiệm nướng gà ngoài trời. Cuba cảm nhận thế nào? Good. Hey. Yeah, like good. Good. Oh, okay. À, hôm nay mình không quay chi tiết về làm ẩm thực nha các bạn nhé. Chủ yếu là hôm nay mình ghi hình ghi nhận không khí anh em đi chơi thôi. Còn mình không giới thiệu về ẩm thực. Gà cao. Gà cao. Đồ thì hôm nay anh em tẩm ướp từ nhà đi hết rồi các bạn ạ. Lên đây chỉ việc nướng thôi. Hot girl. Hot girl Dora. Cuba Dora. Ui, cái này ướp ở dưới lò lên à? Chất chưa bạn? Em ấy lấy cả cái mề tiện chuyến nướng luôn. Anh. Không, cái này mua trên này mà, bò đấy, bò rồi. Phải bò chậm tấu mới tươi. Ui, đổ vào hết luôn bạn ạ. Đừng để sót một cái gì cả. Ấy. Wow. Ui, gió mát nhỉ? Đúng eo gió khác. À, răng muối, răng muối. Ok, ok. À, còn có cái mì gà đấy. Tôm. Tôm đi xong. Mang mỗi một vỉ nhỉ? Bóm xong anh sẽ thấy mưa gió ở đây. Ui dồi ôi, hấp dẫn dần rồi đấy. Đến hình rồi. Bây giờ mới vào quá. Nghe tiếng xèo xèo vui tai phết nhỉ. Bò thì anh em ăn tái được các bạn ạ. Hạ thấp độ cao. Hơi cồng kềnh chỗ đây nhỉ. Đây anh em còn tôm nữa. Đợi vỉ các bạn ạ. Làm ra cái này vừa nãy vót que xiên nhỉ. Mình lấy cái vỉ này nướng tôm. Lấy đâu ra cây tôm này phải hai mẻ mới hết được. Anh Toàn anh kiếm mãi mới được bằng đấy. Tái mới ngon. Đúng rồi, món này anh em chỉ ăn tái thôi. Ôi, không lấy giờ lót mâm à? Đây, cái này ai dùng găng tay không này? Có, anh ra cho tôm đây. Tuổi tôm. Hỗ trợ bạn đây. Găng tay đấy là găng tay sống. Ừ, cái này chín thì đây. Nhưng mà làm gì với cái này? Ủa, sao có quả tim ở đây? Sao có cá ngon? Ở đây, tim không mà để đây đấy. Sao có tim đây, sao có cá ngon thế á? Bịp rồi. Hồi giới thiệu này đâu? Thì tháo con gà ra. Tháo con gà. Giới thiệu em cắt nhiều mà nhỉ? Hai nai soi. Đây rơi một cái vào trong rồi kìa. Ờ. Bốc nhá. Lấy tay cầm chặt vào chẳng gì. Phải cầm thật nhanh. Anh ấy cho cái que kia vào tiếp đi. Lấy xi măng chát vào đấy. Không, để cái que kia vào. Bây giờ không? Đây vất hòn đá này vào giữa. Đừng nổ đấy. Đấy nổ đấy. Tôm ăn tái rồi mà. Ui, có gái bản. Hello.
Hello mấy người đẹp, đi đâu về đây? Chào các bạn nhé. Đi chụp ảnh à? Lên đây anh chụp cho. Sao đấy? Con này để đây thôi. Sao lại tôm này rồi vãi không đây hết này? Anh nướng ăn kiểu nó chín rồi. Lạp sườn này. Chín rồi đây, có rồi đấy. Lạp sườn này anh em này. Đấy. Ui, nghe xèo xèo thích chưa anh em? Cẩn thận nhé, lát lại đem thui lùi nhé. Còn món lạp sườn nướng với lại con gà chưa chín các bạn ạ. Đây, bên này chị em đang thái thịt bò rồi. Đây, riêng bò lúc nào anh em nướng tái nhá. Đấy. Hôm nay không mang thớt. Hôm nay chủ yếu là đi hóng gió thôi các bạn. Đem thêm chút đồ để đi nhâm nhi đỡ buồn mồm. Cái mề gà này chín thế đấy. I think. Ăn thử bù tạp được nhỉ? Bàn tay bốc ớt. Bàn tay vàng trong làng bốc ớt, làng xé ớt. Ui, ai đi nhặt rau má này? Huệ. Sinh tồn được ấy nhỉ? Nhiều cái chim đọc được hết nhỉ? Vừa nhặt ở trên gốc cây kìa. Gạch. Mơ dầm à? Mơ dầm. Bình rượu cận này để được 1 năm rồi các bạn. Hôm nay mở mở bát. Anh em đang chuẩn bị quánh chén rồi. Đang đợi con gà kia nữa là chiến thôi. Chị em mình uống bia. Đây. Nóng quá, bia nóng. Uống đá đi. Lạnh hết rồi. Bao nhiêu của anh? Rau cỏ đâu? Con gà chín rồi. Để co lên nào. Các con này chắc mang về thôi. Tí chặt ở đâu được. Đây, cái món này anh em để uống cuối. Bỏ ra ngoài đi. Vì cái này nó nhẹ hơn. Bỏ ra ngoài không được. Ăn bao tay à? Đây đang phát găng tay cho mọi người để ăn trưa các bạn ạ. Mời các bạn dùng bữa trưa cùng em chúng tôi nha. 1 2 3 go. 2 3 go. 2 3 hết. Anh em vẫn còn con gà đấy nha, nhớ nha. Ăn xong quên con gà nữa thôi ấy. Wow. Chào mừng là Welcome. Welcome to Vietnam. Welcome to Cuba. Cuba. Tôm này. Ơ, mùi tạt, có mùi tạt không? Có. Viên thì con bỏ điện thoại xuống con. Con tự ăn chưa? Tự nhiên là mọi người ai dùng được cái này không? Để mình bỏ. Anh. Các bạn ơi, vừa ăn vừa nói nha, đây là món nào? Bù tạp gọi là wasabi. Wasabi. Cái món này trên quê em rất là phổ biến. Ngon lắm. Anh món này. Con ăn đi theo kiểu Tây ấy. Được. Không. Loại này không cay. Loại này không cay đâu. Wasabi. Cay không? Loại phải có chữ wasabi thì mới cay. Wow. Sao chấm to tí mới sốc lên mũi. Easy. Easy. Chúng tỏ ăn cay tốt đấy. Không, loại này không cay. Cái này không cay. Lấy dưa. Cái này. Cái này không cay. Cucumber. Vậy thôi. Nhiều không? Dạ. Bách thật rồi. Hàn Trung Quốc mà. Hàn Trung Quốc không cay. Không cay. Không cay thật. Không cay. Em nhìn biết luôn mà. Nhâm. Nhâm Wow, sức khỏe. À đây. Uống rượu bắt tay. Sức khỏe. Ok. Sức khỏe tiếng Việt. Sức khỏe. Việt Nam. Mà dễ in Việt Nam. I hope we will meet in the future. Yes. Yeah. We go back. Yeah. And I say that you will go visit us in our country. Ôi trời ơi. 2 giờ rồi thì một đồ về nhà anh xin nướng cơm vừa. Đi bơi. Một chi là một loại nấm đình. Cái đó biết chưa anh rồi. Không thấy tí nếu mà
để một tờ giấy nhé. Được khởi phát anh ơi, uống xong lát còn uống rượu cần. Đúng một lượt bia nữa đấy. Mỗi người gọi một lượt nhá. Cô bà. Tôi ra. Đọc về sắp uốn lưỡi, cong hết cả lưỡi. Bên kia lên anh nhiễm. Kiếm cho anh một tí lá. Lá. Ai xa. Hai hạt thôi. Tiếp đá liên tục. Hai hạt thôi. Đá tan nhanh nhỉ. Hai hạt thôi. Ừ. Ôi. Chín chưa? Chín chưa? Gà chưa chín thì gà mang về thôi. Cà chưa chín á? Gà anh em lên mâm rồi các bạn. Con gà này hơi to, này, nướng hơi lâu một chút. Em cứ để ở đây tranh nhau. Ôi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Bạn không mà giấu giếm anh quả hỏi tính cà tính anh làm gì? Cứ xé ra trước, xé ra xong rồi lấy cái vị. Cái nào chín thì ăn trước, còn cái nào chưa chín thì ăn sau. Đấy là hỏi chú. Kéo ở đây. Ô, từ lúc mà cầm ấy, bây giờ anh em lại cầm tay hết rồi. Vẫn gà xé cả con. Xiếng nhỉ? Đùi vẫn còn đỏ kìa. Nhắm khi gặp anh em bận về. Con gà này, thì gà con. Con này mà luộc thì phê luôn. Tam trẻ thứ. Bạn nào chín bỏ riêng ra ăn trước. Quá ngon luôn. Xong kẹp vỉ. Ôi, thưởng thức thịt gà đây anh em ơi. English vegetable. Mời các bạn nha. Gà trống chuồng. Cái này gà trống chuồng thì bạn hiếm đúng không? Đừng nhắc đi nhắc lại, trống chuồng thì bạn hiếm. Học hết nó ngon đấy. Thế là dạng sáng mai là không thấy nó cái nữa rồi. À, thế là báo thức này, thế là mai phải cài báo thức ấy nhỉ? Mặt trời lại mọc rồi ư. Đây các bạn ạ, vừa anh em vừa uống bia xong rồi, bây giờ chuyển đến uống rượu cần. Khu ba. Là cái món này em cần phải phiên dịch bởi vì là em không hiểu hết được từ. Yeah. Ok nhá. Can I borrow the phone? The mobile phone. Tả lón rồi đó. Không anh không nhớ uống. Uống mút ở đâu? Xin Nguyễn hỏi có cảm nhận, bạn có cảm nhận gì vì khi uống? How do you feel when you try the mid bay đó? Mid bay đó. Nó rất ngon. Good, 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 good. Okay, okay. Chạy chưa? Rượu lâu rồi chạy. Rượu ngon, rượu ngon. We have to finish all. Tuyệt vời, tuyệt vời. Okay, so we have to drink, okay. Yes, it's good. This is the reason why. Because it's very sweet. Yeah. Yes, it's good. This is the reason why you drink wine. You want to be drunk. Yeah. But I think you never drunk. Yeah. We in our country we also drink strong brandy. So yes, we are same like you. Dạ vâng ạ. Okay, okay. Nó sẽ nặng hơn rất nhiều lần so với cái này. Nhưng mà nó sẽ không mở được là cái này cũng sẽ say đâu đúng không? Cứ bảo mà hai muốn khác. Okay. I clean it. Làm sao đấy? Ôi mà ngày uống xong mặt tươi, mình uống xong mặt nhăn này chết dở. Mất hết công sức. Tí chị Nguyệt bảo chắc đã bảo rồi nhỉ? Mình uống rượu cần đấy là mình phải đo xem nhìn cái nước ở đây này nó thụt xuống bao nhiêu. Đúng rồi. Thì nó thụt xuống nhiều thì mình mới được. Oh, very good. I think it's no twist as my idea. It's so strong one. Yeah.
Này, cái rượu này như kiểu nó nặng hơn cái rượu không phải đâu, cái này ngâm lâu. Nặng lắm. Cái này ngâm bình hơn nó lâu hơn nó càng để lâu càng lên men mà. Nhưng mà chỉ cảm giác như là nó nặng hơn đấy nhỉ. Ui ngon thật. Yeah. Very good. Okay. Oh, one more. So congratulations. Okay. Competition. Solo. Okay. Solo. But I drink before, so I have disadvantage. Trước khi ôi xúc miệng chưa à? Được, được. Ok. Ale já jsem tě asi půl litru a nevypil nic, ty vole. Thảo Vy đâu nhờ Đình? Đình kia, Đình kia, Thảo Vy đang chơi bia. 5 lít luôn nhá. Hello. Ơ, chạy đâu. Go. Chạy chưa? Both person. Go. Go. Wow, phone. Beautiful. No. Yeah. Xin đua quá. No. And her girlfriend said you will be invited. Thôi, đâu English thì thôi thông cảm nhá. No speaking. No English. He said he no speaking. Cố lên, bút khỏe vào. Wow, Kuba. It's very. It's very. Bình tĩnh lên. Tự nhiên. Let's go. Wow. Kuba. Wow. Oh my god. I don't believe. Oh my god. Thêm nước lọc. He used to drink. Oh, no. Yeah. Oh. Yeah. Kìa, nó tự hút kìa. Yeah, okay. Yes. Good. Đây anh em trai bản rồi lên các bạn ạ. Hôm nay anh em đi ăn Tân Giang. Lão Trương kìa. Lão Trương qua đây, Lão Trương ơi. Đây Lão Trương đang lên sau. Hôm nay anh em trai bản là có nhà anh em vào Tân Giang bạn ạ. Nhưng mà mình hôm nay mình tiếp anh em cách đây 2 năm giờ mới gặp lại nên là mình phải dành thời gian ra để tiếp khách phương xa trước các bạn ạ. Việt Nam. Yeah. Tôi yêu Việt Nam. Yes. US Army. You. Vietnam. Yeah. Vietnam vô địch. Khỏe nhé. Chú sức khỏe nhé. Khỏe hài phụ. Okay. Till I get up, time is barely on our side. Yeah. Very good. But